Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố. Thời gian qua, quận đoàn quận 12 đã đồng loạt ra quân đội hình tuyên truyền bằng hình thức loa tai, loa di động, video clip trên địa bàn quận, giúp người dân nắm rõ hơn và nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16. Mỗi ngày, các đội hình của 10 phường trên địa bàn quận 12 và đội hình tăng cường của quận đoàn quận 12 đi tuyên truyền buổi sáng vào 6 giờ, 7 giờ và 8 giờ, buổi chiều là 16 giờ và 17 giờ, ban đêm là 20 giờ và 21 giờ. Là một trong những phường hoạt động mạnh mẽ, bạn Phạm Thị Thúy Hằng, bí thư đoàn phường Trung Mỹ Tây cho biết, đội hình của phường phát loa tuyên truyền trên địa bàn 7 khu phố với 14 bạn đoàn viên tham gia. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, trong đó chủ yếu nhắc nhở người dân ở nhà, không ra ngoài khi không cần thiết, hạn chế tụ tập trên 2 người, giãn cách 2 mét. Cứ đều đặn 3 lượt hàng ngày, mỗi khu phố sẽ có 2 bạn sử dụng xe máy, chở theo loa làm phương tiện tuyên truyền lưu động đến từng tuyến hẻm, khu vực phong tỏa, cách ly, siêu thị và đặc biệt là các khu nhà trọ đông dân cư. Trong thời gian qua, quận đoàn quận 12 đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên đồng lòng thực hiện các biện pháp an toàn phòng tránh dịch COVID-19, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử, đồng thời không chủ quan, thiếu cảnh giác trước dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Lan tỏa các bài viết về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến đoàn viên thông qua mạng xã hội, duy trì các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân trong mùa dịch và tiếp tục vận động các nguồn lực thực hiện công tác chăm lo với phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau.